Viên ruby đầu tiên được trồng ngay trong chiếc nhẫn. Siêu tu bin gió tạo điện chỉ với một vòng quay. Tàu điện ngầm biến thành trạm điện. 500 điện trở mạnh nhất thế giới. Google lôi kéo thiên tài AI. Nhà máy biến rác thải thành hydro. Lần đầu tiên một hạt giống ruby phát triển thành viên ruby kích thước đầy đủ ngay trên một chiếc nhẫn bạch kim nhờ phương pháp hóa học. Sophie Bunce, giảng viên cấp cao kim nhà nghiên cứu thiết kế trang sức tại Đại học Tây Anh Bristol, đã phát triển kỹ thuật hóa học để kích thích ruby, hay còn gọi là hồng ngọc, tăng trưởng. Kỹ thuật này cho phép một mảnh ruby tí hon tăng dần kích thước khi đặt trong khung trang sức. Bunce bắt đầu với một hạt giống ruby lấy từ dụng đá quý thải ra. Bà đặt mảnh vụn vào khung bạch kim, ví dụ như một chiếc nhẫn, sau đó sử dụng một chất hóa học gọi là plus để làm giảm nhiệt độ, giúp cho viên đá quý phát triển. Khác với những viên đá quý được trồng từ đầu trong phòng thí nghiệm, tiêu tốn nhiều năng lượng, hay đá quý khai thác từ lòng đất theo cách không bền vững, đá quý của Bunce phát triển trong lò luyện từ các mảnh vật liệu đá quý thải bỏ, chỉ mất có vài ngày và 5 giờ năng lượng để phát triển. Mẫu tu bin gió của tập đoàn đường sắt Trung Quốc có thể sản xuất 40 kWh điện chỉ với một vòng quay, giúp tối đa hóa mức năng lượng sản xuất. Tập đoàn đường sắt Trung Quốc CRRC thông báo kế hoạch giới thiệu mẫu tu bin gió 20 MW, một trong những loại mạnh nhất trong ngành công nghiệp, nhắm tới thị trường điện gió nổi. Mẫu tu bin gió này được mô tả là lựa chọn tốt nhất để phát triển nguồn tài nguyên gió ngoài khơi ở vùng nước sâu. Tu bin có thể sản xuất 40 kWh điện mỗi vòng quay. Máy phát điện tu bin gió nổi ngoài khơi 20 MW đánh dấu một bước nhảy vọt quan trọng trong công nghệ điện gió. Tu bin có đường kính rotor 260m, độ cao mũi cánh quạt lên tới 320m và diện tích quét là 53.000m², tương đương tới 7 sân bóng đá tiêu chuẩn đó nha. Công suất và kích thước lớn biến mẫu tu bin mới thành giải pháp lý tưởng để phát triển nguồn tài nguyên gió ngoài khơi ở vùng nước sâu, đặc biệt là khu vực gió mạnh thường xuyên. Thành phố Barcelona, Tây Ban Nha đang sử dụng phanh tái tạo của tàu điện ngầm để chạy tàu, nhà ga và trụ sạc xe điện trong khu phố. Sử dụng công nghệ tương tự phanh tái tạo ở xe điện và xe lai, những đoàn tàu mà họ đi được sản xuất một phần điện đổ vào các trụ sạc xe điện trong bãi đổ xe gần đó, đèn chiếu sáng nhà ga và thang máy đưa họ tới sân ga. Mỗi khi tàu chuẩn bị dừng bánh, năng lượng tạo bởi tất cả lực ma sát được biến đổi thành điện nạp vào máy biến tần và phân phối khắp hệ thống tàu điện ngầm. 1/3 lượng điện đó giúp chạy tàu, phần còn lại dùng cho tiện nghi ở nhà ga và mạng lưới trụ sạc EV. Trụ sạc siêu nhanh ở bên ngoài nhà ga Belwist nằm trong số 4 trụ sạc lắp đặt vào hồi tháng 7. Tính tới nay, cơ quan giao thông đã lắp đặt 3 máy biến tần và sẽ tăng thêm 13 máy nữa. Sau khi lắp đặt tất cả vào cuối tháng 9, họ hy vọng phanh tái tạo sẽ cung cấp 41% năng lượng cần thiết để chạy tàu. Nguồn năng lượng tái tạo này sẽ giúp giảm khoảng 3,9 tấn khí thải CO2 hàng năm. Từ khi áp dụng phanh tái tạo, nhiệt độ trong hệ thống tàu điện ngầm của Barcelona giảm được 1 độ C. Nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm từ trường cao thuộc Viện Khoa học Vật lý Hợp phì, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc lập kỷ lục mới khi 500 điện trở được tạo ra từ trường ổn định có cường độ 42 Tesla với nguồn cung cấp điện 32,3 MW.
Kỷ lục trước đó về 500 điện trở mạnh nhất là 41,4 Tesla do phòng thí nghiệm từ tính cao quốc gia Mỹ thiết lập vào năm 2017. Tuy nhiên, con số 42 Tesla vẫn kém kỷ lục 500 lai mạnh nhất với cường độ 45,2 Tesla được thiết lập vào năm 2022. 500 được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, từ các thiết bị như là loa, đồ chơi cho tới các thiết bị y tế cao cấp. Chúng chủ yếu gồm hai loại, đó là 500 vĩnh cửu và 500 điện. 500 vĩnh cửu làm bằng vật liệu từ sắt, nickel, cobalt, giống như tên gọi. 500 vĩnh cửu vẫn liên tục tạo ra từ trường sau khi được từ hóa. Trong khi đó, 500 điện làm từ cuộn dây dẫn điện và chỉ tạo ra từ trường khi có dòng điện chạy qua. Điều này cho phép kiểm soát từ trường tốt hơn, có thể bật tắt theo ý muốn, thậm chí có thể thay đổi cường độ từ trường bằng cách thay đổi dòng điện chạy qua. Nhóm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm từ trường cao đã dành 4 năm để cải tiến cấu trúc của 500 điện trở và tối ưu hóa quy trình sản xuất. 500 mới mạnh hơn có thể giúp cho giới khoa học tạo ra những điều kiện khó hơn để thực hiện thí nghiệm, nhờ đó tìm hiểu các hiện tượng và quy luật vật lý mới hơn. Từ trường mạnh là yếu tố quan trọng trong nghiên cứu vật liệu, đồng thời là công cụ quan trọng cho những phát hiện mới. Google chi số tiền 2,7 tỷ đô la Mỹ để mời Noam Sayer, một nhân viên cũ của công ty và được đánh giá là thiên tài AI, trở lại làm việc. Noam Sayer sẽ trở lại Google nhưng với vị thế mới. Ông từng tham gia phát triển chatbot thông minh LaMDA, một mô hình được đánh giá là có nhận thức như một đứa trẻ, nhưng rời Google vào năm 2021 để khởi nghiệp với startup Character AI. Sự trở lại của Sayer là một phần của sự hợp tác rộng lớn hơn. Sayer và một số nhân viên chủ chốt từ startup của ông sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Google DeepMind. Ông sẽ là một trong ba người có vai trò chỉ đạo phát triển dự án AI mới nhất của Google, đó là Gemini. Character AI là một công ty đứng sau mô hình AI cùng tên, cho phép người dùng tự tạo chatbot mô phỏng bất cứ ai họ muốn, dù còn sống hay đã chết. Sự trở lại của Sayer sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án trí tuệ nhân tạo. Với sự có mặt của Sayer, các mô hình ngôn ngữ lớn độc quyền của Google sẽ tăng trưởng đáng kể trong 3 tới 5 năm tới. Hyundai Engineering giới thiệu các nhà máy chuyển đổi rác hữu cơ thành hydro và rác nhựa thành hydro sẽ sản xuất hơn 30.000 tấn hydro mỗi năm, trở thành cơ sở lớn nhất thế giới. Các loại rác hữu cơ như rác thực phẩm, bùn cặn nước thải và phân gia súc tạo ra lượng lớn metan, góp phần gây ấm lên toàn cầu. Công nghệ chuyển đổi rác thải thành hydro không chỉ giúp xử lý lượng metan, ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu, mà còn tạo ra giá trị công nghiệp mới khi sản xuất hydro. Đầu tiên, rác thải hữu cơ sẽ được phân hủy bằng vi sinh vật nhờ quá trình phân hủy kỹ khí, biến rác thải thành khí sinh học biogas. Sau đó, khí sinh học được nâng cấp thành metan sinh học, loại bỏ CO2 và tạp chất. Cuối cùng là công đoạn chuyển đổi metan sinh học thành hydro. Ngoài rác hữu cơ, cơ sở mới của Hyundai cũng sẽ chuyển đổi rác nhựa thành hydro với quy trình nấu chảy do Hyundai Engineering tự phát triển. Nhựa thải được làm nóng và khuấy đều để nấu chảy thành trạng thái sệt và tiếp tục loại bỏ những tạp chất nhỏ. Trong quá trình khí hóa, nhựa thải được nấu thành dạng lỏng và đưa vào thiết bị khí hóa cùng oxy và hơi nước để sản xuất khí tổng hợp CO và hydro bằng công nghệ của Shell. Cuối cùng, trong công đoạn tinh chế khí tổng hợp, có thêm hydro được sản xuất thông qua quá trình chuyển đổi CO, loại bỏ các tạp chất trong khí tổng hợp và tách CO2. Kết quả, nhà máy thành công tạo ra hydro với độ tinh khiết cao từ rác nhựa. Với 130.000 tấn rác nhựa, nhà máy có thể sản xuất khoảng 24.000 tấn hydro mỗi năm theo phương pháp thân thiện với môi trường, mang nhiều ứng dụng như làm nhiên liệu cho ngành hàng hải và cho xe điện.